con gái Phi Nhung tiết lộ sẽ hoàn thành những dự định giang dở của mẹ, nói một câu khiến cộng đồng mạng nhói lòng. Đã 3 tuần kể từ khi Phi Nhung qua đời, con gái cố ca sĩ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ. Sau khi hoàn thành các thủ tục hậu sự cho mẹ Phi Nhung, con gái cố ca sĩ Wendy Phạm đã có chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Cụ thể, Wendy Phạm viết, con biết con không bao giờ có thể hy sinh như mẹ đã từng hy sinh. Con cũng không bao giờ có thể vị tha giống mẹ và lại càng không thể đảm nhận được hết những công việc mẹ đã làm. Con sẽ không như mẹ bởi vì con không hát hay như mẹ, con không có tấm lòng bao dung như mẹ và con không thể nào đẹp bằng mẹ. Nhưng con sẽ cố gắng để tiếp tục hoàn thành những tâm nguyện của mẹ, những dự định của mẹ còn đang dang dở. Con hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mẹ và gìn giữ những cống hiến của mẹ để nó sống mãi với thời gian. Con mãi yêu mẹ. Trước đó, Wendy Phạm cũng tiết lộ chi tiết khá quan trọng về cho cốt của mẹ mình. Cô chia sẻ, tôi muốn để mẹ ở chùa khoảng 1 năm. Tôi biết mẹ không thích ở một chỗ. Tôi cứ nhớ mẹ hay nói với mình rằng, mẹ muốn được đi biển vì mẹ yêu biển lắm. Khi nào tôi xả tang, tôi sẽ đưa mẹ về Việt Nam để thăm lại những nơi mẹ yêu thích. Sau đó, tôi sẽ đưa mẹ đi Hawaii, Mỹ. Tiếp đó, tôi sẽ làm một lễ cúng nhỏ và sẽ giải cho cốt mẹ ở biển. Chấm than, con gái cố ca sĩ Phi Nhung cũng cho biết, việc sử dụng tiền phúng điếu, quyên góp của khán giả để mở trường Việt ngữ tại Mỹ là tâm nguyện của cố ca sĩ lúc sinh thời. Ai cũng biết tôi có 2 đứa con, mẹ gọi điện nói chuyện mỗi ngày và la tôi vì sao 2 con của tôi không nói tiếng Việt với mẹ. Mẹ bảo tôi nhớ phải dạy con tiếng Việt để nói chuyện với bà ngoại. Tôi bảo đang tìm trường để 2 con học. Ngày mẹ mất, sư thầy cũng bảo đang có ý định mở trường ở chùa. Tôi nghĩ mẹ sẽ thích điều này nên nói chuyện với thầy để xây trường cho mấy đứa nhỏ học, Wendy tâm sự. Chấm than, đặc biệt, con gái cố ca sĩ Phi Nhung tiết lộ sau khi ngôi trường hoàn tất, rất có thể cô sẽ đảm nhận vai trò, giáo viên, trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Việt cho các em nhỏ. Sau khi ngỏ ý muốn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường, Bầu Thủy có động thái đặc biệt tưởng nhớ cố NS Phi Nhung. Cố nghệ sĩ Phi Nhung là một trong 3 thần tượng của Bầu Thủy, người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam, từng ngỏ ý đỡ đầu Hồ Văn Cường. Vào ngày 14 tháng 10 vừa qua, Bầu Thủy, người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam, gây chú ý khi đăng bài viết ngỏ ý muốn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường sau khi cố NS Phi Nhung qua đời. Vị đại gia đình đám cho biết, Cường ơi, chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh ba danh ca, ca sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát. Và học đại học, nếu như Hồ Văn Cường đi xe Rolls Royce ở nhà riêng thì hãy nói vô ơn bạc nghĩa. Sau khi ngỏ ý muốn đỡ đầu cho quán quân Việt Nam Idol Kids 2016, tối ngày 20 tháng 10 trên trang cá nhân, Bầu Thủy có động thái đặc biệt tưởng nhớ cố NS Phi Nhung. Theo đó, ông quyết định đổi hình đại diện Facebook cá nhân sang hình của NS Phi Nhung và đính kèm chú thích, kính lễ thần tượng của tôi. Đồng thời, đại gia Đức Thủy còn đăng tải hàng loạt clip kỷ niệm đẹp của mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Hành động này cho thấy tình yêu thương đặc biệt của vị đại gia dành cho 2 mẹ con Phi Nhung. Được biết, ngoài danh ca Ngọc Sơn, Phi Nhung và Hồ Văn Cường là những nghệ sĩ thần tượng của Bầu Thủy. Bầu Thủy chia sẻ nhiều clip hình ảnh về Phi Nhung và Hồ Văn Cường trên trang cá nhân. Trước đó, khi nói về lùm xùm cát xê của Hồ Văn Cường, vị bầu sâu này chốt hạ một câu, nếu như Hồ Văn Cường đi xe Rolls Royce ở nhà riêng thì hãy nói vô ơn bạc nghĩa. Ai là đạo diễn việc làm trên? Rất nhiều những hiểu lầm suy nghĩ không đúng về câu chuyện này. Ông vạch ra 7 điều, giá như, trong vụ ồn ào của Hồ Văn Cường và cách xử lý từ ekip của cố ca sĩ Phi Nhung. Bầu Thủy bênh vực Hồ Văn Cường giữa ồn ào cát xê. Ông mong muốn được hỗ trợ Hồ Văn Cường học đại học, theo đuổi đam mê ca hát và xây dựng ekip riêng. Danh ca Ngọc Sơn đã nhận lời giúp đỡ con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung như mong muốn của Bầu Thủy. Nếu như Hồ Văn Cường đi xe Rolls Royce ở nhà riêng thì hãy nói vô ơn bạc nghĩa, danh ca Ngọc Sơn thông báo tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường, một câu nói mà dân tình thở phào. Lỡ nói danh ca Ngọc Sơn chê trách Hồ Văn Cường, Long Nhật, tôi xin phép rút lại, xin chịu cho riêng mình. Hiện Hồ Văn Cường vẫn chưa có thêm bất cứ phát ngôn chính thức nào sau khi được Bầu Thủy và NS Ngọc Sơn ngỏ ý muốn nâng đỡ. Bầu Thủy có một động thái đặc biệt dành cho Hồ Văn Cường, tương tự đã làm với cố ca sĩ Phi Nhung. Kể từ khi lên tiếng ngỏ ý muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường, mọi động thái của ông bầu này được cư dân mạng quan tâm. Thời gian qua, lùm xùm cát xê giữa nam ca sĩ nhí Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung thu hút sự chú ý rất lớn từ khán giả. Cùng thời điểm đó, ông Nguyễn Đức Thụy còn được gọi là Bầu Thủy, người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản gần 1 tỷ đô la Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng chỉ bảo và giúp đỡ tận tình Hồ Văn Cường để cậu có thể đi theo đam mê ca hát và học đại học. Hồ Văn Cường không được mời qua Mỹ biểu diễn, trang trần xéo sắt, có cần, có muốn cũng không được. Vào sáng nay 21 tháng 10, ông Bầu đã đổi hình ảnh đại diện là cố ca sĩ Phi Nhung nhằm tưởng nhớ giọng ca Bông Điên Điển. Chiều cùng ngày, trên Facebook cá nhân, Bầu Thủy có động thái khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý.
ông đã thay đổi ảnh đại diện của mình thành bức hình của nam ca sĩ nhí Hồ Văn Cường. Kèm theo bức ảnh, Bầu Thụy viết dòng chú thích, thần tượng của tôi. Được biết Phi Nhung và Hồ Văn Cường đều là những nghệ sĩ yêu thích của đại gia nước Thụy. Bầu Thụy thay đổi ảnh đại diện thành hình ảnh của Hồ Văn Cường. Sáng nay, nước Thụy cũng đã đổi ảnh đại diện của mình là cố ca sĩ Phi Nhung. Trước đó, đại gia nước Thụy còn đăng tải hàng loạt clip kỷ niệm đẹp của mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Ông từng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ Hồ Văn Cường học đại học, theo đuổi đam mê ca hát và xây dựng đội ngũ ekip riêng. Dấu lớn, cho tới nay, Hồ Văn Cường vẫn im lặng, chưa từng chính thức lên tiếng sau khi được nhiều người bày tỏ mong muốn giúp đỡ. Con gái Phi Nhung tiết lộ sẽ hoàn thành những dự định dang dở của mẹ, nói một câu khiến cộng đồng mạng nhói lòng. Đã 3 tuần kể từ khi Phi Nhung qua đời, con gái cố ca sĩ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ. Sau khi hoàn thành các thủ tục hậu sự cho mẹ Phi Nhung, con gái cố ca sĩ Wendy Phạm đã có chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Cụ thể, Wendy Phạm viết, con biết con không bao giờ có thể hy sinh như mẹ đã từng hy sinh. Con cũng không bao giờ có thể vị tha giống mẹ và lại càng không thể đảm nhận được hết những công việc mẹ đã làm. Con sẽ không như mẹ bởi vì con không hát hay như mẹ, con không có tấm lòng bao dung như mẹ và con không thể nào đẹp bằng mẹ. Nhưng con sẽ cố gắng để tiếp tục hoàn thành những tâm nguyện của mẹ, những dự định của mẹ còn đang dang dở. Con hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mẹ và gìn giữ những cống hiến của mẹ để nó sống mãi với thời gian. Con mãi yêu mẹ. Trước đó, Wendy Phạm cũng tiết lộ chi tiết khá quan trọng về cho cốt của mẹ mình. Cô chia sẻ, tôi muốn để mẹ ở chùa khoảng một năm. Tôi biết mẹ không thích ở một chỗ. Tôi cứ nhớ mẹ hay nói với mình rằng, mẹ muốn được đi biển vì mẹ yêu biển lắm. Khi nào tôi xả tang, tôi sẽ đưa mẹ về Việt Nam để thăm lại những nơi mẹ yêu thích. Sau đó, tôi sẽ đưa mẹ đi Hawaii, Mỹ. Tiếp đó, tôi sẽ làm một lễ cúng nhỏ và sẽ giải cho cốt mẹ ở biển. Chấm than, con gái cố ca sĩ Phi Nhung cũng cho biết, việc sử dụng tiền phúng điếu, quyên góp của khán giả để mở trường Việt ngữ tại Mỹ là tâm nguyện của cố ca sĩ lúc sinh thời. Ai cũng biết tôi có hai đứa con, mẹ gọi điện nói chuyện mỗi ngày và la tôi vì sao hai con của tôi không nói tiếng Việt với mẹ. Mẹ bảo tôi nhớ phải dạy con tiếng Việt để nói chuyện với bà ngoại. Tôi bảo đang tìm trường để hai con học, ngày mẹ mất, sư thầy cũng bảo đang có ý định mở trường ở chùa. Tôi nghĩ mẹ sẽ thích điều này nên nói chuyện với thầy để xây trường cho mấy đứa nhỏ học, Wendy tâm sự. Chấm than, đặc biệt, con gái cố ca sĩ Phi Nhung tiết lộ sau khi ngôi trường hoàn tất, rất có thể cô sẽ đảm nhận vai trò, giáo viên, trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Việt cho các em nhỏ.